Đặc sản miền Trung giữa lòng Cần Thơ, mà anh chủ quán này cũng là người miền Trung luôn nha. Ai mà có ý định đi du lịch miền Trung để ăn những cái đặc sản này á thì nhớ coi hết clip này của tôi nha. Đầu tiên đó chính là cơm gà Hội An nha. Cái phần này phải nói là cơm rất là dẻo luôn. Do là khẩu vị của miền Trung và miền Tây khác nhau á nên là anh chủ cũng có biến tấu một chút xíu để thích hợp với người miền Tây của mình hơn nè. Đặc biệt là cái nước sốt có chan lên cơm ăn cực kỳ ngon luôn. Nó dẻo mà nó thơm gì đâu á. Cái tô bún bò này là tôi bất ngờ nhất nè mấy bà. Chỉ có 25 cành thôi á. Tôi có hỏi á thì được biết á là anh chủ nói ngoài miền Trung ăn chính gốc luôn á là cái sợi bún nó rất là nhỏ nha. Mà ở quán á cái view bờ hồ rất là mát mẻ luôn, có trên lầu nữa mấy bà. Mà đặc biệt là đường lớn có chỗ cho xe ô tô đậu rộng rãi lắm luôn. Mà phải công nhận ăn bún bò mà cái sợi bún nhỏ nó cũng khá là ngon nha. Cái món mà tôi ao ước được ăn một lần đó chính là mì Quảng nè mấy bà. Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi ăn cái món này luôn nha. Khá là đặc biệt á, nó lạ lắm luôn, không có giống như những món khác tôi từng ăn luôn á. Phần của tôi là mì Quảng gà nha. Trong đây nó có cả bánh đa Hội An nữa, ăn cũng khá là lạ miệng đó mà ngon nha. Và đặc biệt là cái sợi mì Quảng á ăn nó rất là dai luôn á. Và tiếp theo đó chính là bánh xèo miền Trung nha. Cái phần này nước chấm khá là đặc biệt á mấy bà. Bánh xèo là nhân tôm thịt nha. Cái nước chấm thì trong đó có đậu phộng thịt luộc nè, người kiểu người ta xay ra cho nên chấm nó rất là thơm và béo luôn. Cái món tiếp theo chính là cao lầu. Tôi nghe cái tên lạ mà tôi ăn cũng thấy cái món này lạ luôn á. Nghe lạ vậy thôi nhưng mà cái món này là tôi thấy ngon nhất luôn á mấy bà. Cái sợi ăn rất là dẻo luôn, thịt thì rất là thấm gia vị nữa. Tiếp theo đó chính là thịt luộc hai đầu da, cuốn bánh chán chấm với mắm nêm nha. Mà mắm nêm là gốc miền Trung nên là ăn cũng khá là ngon và đặc biệt á. Cái bánh chán nó cũng lạ đó mấy bà, ăn kiểu nó dai mà nó dẻo lắm luôn. Tiếp theo kết màn là cái lẩu mực nhúng đại lãnh Nha Trang này nè, giá có 79 cành thôi đó. Mà mấy bà thấy mấy con mực nó tươi mà nó nhiều lắm luôn nha. Mực này á mình nhúng vô khoảng chút xíu thôi là lấy ra ăn liền để cảm nhận được cái độ tươi của nó nha. Phải công nhận là cái lẩu 79 cành mà khá là chất lượng luôn á. Trong đó còn có cả hai con tôm nữa nha. Mà tôi thấy bên quán á bán gần tới 40 món đặc sản của miền Trung lần đó. Mấy bà có dịp á thì ghé đây ăn thử nha. Và đây chính là quán ẩm thực miền Trung Bún Bò Gánh nha. Nằm ở hẻm 51 đường 3 tháng 2 á. Bên đây thì bán từ 6 giờ cho tới 10 giờ tối luôn nha.